Để sửa lại. Không có kịp đâu. Nay đâu vậy? Nhẹ. Sao giờ? Trời ơi. Tao sao biết? Mẹ cho con sức đi, tao mới chở lên bệnh viện thăm bà Nghĩa được. Có phải là do nó đau quá phải không anh? Mẹ ăn lẹ đi. Em con sao rồi? Có lẽ phải chuyển em con lên bệnh viện tuyến trên. Tại sao vậy bác sĩ? Sau khi làm các xét nghiệm và hội chuẩn, các kết quả cho thấy em con bị bệnh hở van tim hai lá, tình trạng khá nguy kịch. Vì vậy phải chuyển em con lên bệnh viện tuyến trên. Ở đó có các bác sĩ chuyên khoa tim sẽ phẫu thuật và điều trị kịp thời cho em con. Vậy sao? Nếu không chữa trị sớm, chú e là sẽ gây ra những biến chứng như suy tim, rối loạn nhịp tim và nguy hiểm hơn là đột quỵ não. Thôi, con lo đóng viện phí đi, chú đi làm giấy chuyển viện cho em con. Bác sĩ, nhưng mà cái chi phí mà cho ca phẫu thuật là bao nhiêu vậy bác sĩ? Phẫu thuật van tim chi phí hơi cao, khoảng hơn 40 triệu. Hả? Con nói ba mẹ chuẩn bị đi nha. Hơn 40 triệu hả? Nó vẫn còn nằm bất tỉnh ở trỏng. Bác sĩ nói là nó bị hở van tim, cần phải chuyển viện gấp. Vậy anh, vậy làm nhanh đi anh. Nhưng mà tiền viện phí lên tới 40 triệu lần á. Vậy hả? Biết kiếm đâu ra bây giờ? Bán nhà đi anh. Hả?
Tụi bay nói sao? Muốn mượn tao 40 triệu hả? Trời, tụi con ơi, mượn tiền nó đâu có dễ, bộ muốn là được hả? Nhưng mà nếu mà không có tiền á thì em của tụi con sẽ chết. Đó là chuyện của nhà mày. Ông ơi, dù gì á, cái lúc còn sống á, ba con cũng hết mình vì ông rồi. Hay là ông thương tình giúp đỡ cho anh em tụi con đi. Để ông cắt nghĩa cho tụi con hiểu. Ba của tụi con á, đúng là có làm việc cho ông, nhưng mà ông sòng phẳng lắm, luôn luôn chi 25% số tiền đòi được. Làm đến đâu ông trả tiền đến đó. Như cái vụ vừa rồi nè, ba mẹ tụi bay có đòi được đồng nào đâu. Ba mẹ mày chết trước khi lấy được tiền cho ông mà. Vậy thì làm sao ông chia được cho 25%, đúng không? Nhưng mà gì làm cho ông để ba tôi mới chết? Ủa, thì cái tính chất công việc nó đặc thù như vậy mà. Nếu sợ thì đừng có làm. Ai biểu làm không khéo, để cho nó chém chết. Ông thật là độc địa. Cái thằng này, ba tôi chết đó vì đi đòi nợ cho ông. Vậy mà ông không một chút lòng thương nào với anh em tụi tôi. Xem ra tôi đã đánh giá sai về con người của ông. Nè, như tao đã nói, ba mày chết trước khi đòi tiền được cho tao. Như vậy á là chưa hoàn thành được công việc. Mày hiểu chưa nhóc? Vậy thì phải như thế nào á thì ông mới chịu cho anh em tụi tôi mượn tiền? Còn căn nhà tụi bay đó, muốn mượn nợ thì đem sổ đỏ tới đây thế chấp. Lãi suất á 25% một tháng. Về suy nghĩ đi. Để tụi tôi suy nghĩ đã. Đang dầu sôi lửa bỏng đó nha. Suy nghĩ á thì suy nghĩ cho nhanh chút. Nếu không á. Chào ông. Nè, nè, ông cũng nể tình tụi bay cất công tới đây. Cầm lấy mạng. Cho ông đó, ông ăn đi. Mẹ mày, mày chê hả con? Vậy á thì đừng có trách. Đến nhà ông mà không cho mày cái gì. Không biết giờ này tụi nó đang làm gì. Đi học về chưa? Không biết có gì để ăn không? Con cứ lóng ngóng trong đó hoài vậy? Em con bị bệnh tim nặng, nằm trong đó đó. Ba mẹ con đâu? Ba mẹ con, ba con chết rồi. Mẹ con thì Mẹ con thì sao? Mẹ con mất tích lâu rồi. Tội nghiệp cho con quá. Con đã ăn uống gì chưa? Con ra ngoài này nè, cái chỗ người ta phát cơm từ thiện cho người nghèo đó, đi lẹ kẻo hết. Dạ con. Dạ con cảm ơn con.
Cô ơi, cô còn thêm hai người nữa cô. Cho con thêm hai hộp đi cô. Tiêu chuẩn mỗi người là một hộp. Anh con đâu sao không ra đây đứng xếp hàng? À, dạ. Anh con bị bệnh, không có đi được. Cô cho con một hộp vậy, bà đang không có đủ. Lát nữa ra, sợ hết cơm. Nếu anh con bệnh sao tí nữa ra xếp hàng được? Dạ, nói thật với cô, là anh của con đi mượn tiền để chữa bệnh cho em của con. Tôi không đủ tiền mua cơm ăn. Thôi được rồi, cô cho con ba hộp nha. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ, cô dạ cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Cơm đi, sáng giờ anh có ăn gì đâu. Nè, anh ăn đi. Giờ tính sao anh hai? Anh không thể đem giấy tờ nhà cầm trong hai được. Lãi cao như vậy, khả năng chúng ta bị đuổi ra đường là rất lớn. Nhưng mà bây giờ không có tiền chuyển viện cho anh Nghĩa thì nó sẽ chết. Nhà mình có gì đáng giá để mà bán đâu. Anh nhớ rồi, cái lúc mà chôn cất ba, mấy chú công an có đưa mình hai cái điện thoại của ba mẹ đúng không? Nhưng mà bây giờ mình cần số tiền lớn, mấy hồi của bác kia bán được nhiêu tiền? Cần bán trước để lấy ít tiền. Để anh cân nhắc mọi cách trước đã. Khi nào thật sự cùng đường á thì mới tính tới phương án cầm nhà cho ông hai. Chú ơi. Gì con? Hai cái này chú mua nhiêu ạ? Cái này chú mua 600 ngàn. Ờ, hai cái này còn xài tốt mà. Chú lên cho con xíu đi. Không được đâu, chịu á thì chú mua. Dạ con bán. Tiền nè. Giờ làm sao nữa anh hai? Mua vé số đi con. Bán cho con 5 tờ đi chú. À, vậy để con lựa cho. Ờ, lựa đi. Dạ đây. Cảm ơn con. Cầu trời khấn Phật cho ngày mai còn trúng số độc đắc. Em cất đi, biết đâu mai trời thương thì sao. Hy vọng. Còn bây giờ thì anh đã có cách.
cứ kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ráng nha anh, nhớ bài giỏi mà. Đây đây, ba nghe. Có vậy ta, mình lấy cơm sẵn ở đây rồi mà. Vậy tao mỗi ván là 5 triệu đi, cho nó nhanh. Chơi. Anh đây. Anh nghe này Nghĩa, anh Trường với anh Trung đi kiếm tiền rồi, mang về chữa bệnh cho em. Em có đói không? Có cơm nè, anh rút cho em ăn nha. Xét vô. Có sức và ráng lên đi chưa, hết bệnh rồi còn đi học nữa. Thank you.
nay ngày gì mà xui quá không biết nữa. Về anh, khuya lắm rồi. Ừ, mình về đi. Ê, tính hốt tiền rồi đi hả mày? Đâu có cái kiểu thắng mà bỏ về sớm vậy. Dạ sao đây anh? Nói thiệt á, thì tôi hơi mệt rồi. Ôi, có cần ăn uống gì kêu người phục vụ cho, mình tiền nhiều mà. Sao cho người ta gỡ gạt này chứ, chơi tiếp đi. Được, tôi sẽ chơi đến khi một trong số chúng ta hết tiền thì dừng lại. Được. Ok, chia bài. Được. Anh hai, anh đừng để thua nha. Không lao từ tối tới giờ. Qua giờ anh con chưa đóng viện phí. Anh con đâu rồi? Sao lại để tình trạng này xảy ra vậy? Dạ, anh con đi kiếm tiền chưa về. Khi nào anh con vào, nói đến gặp bác sĩ để cho mấy chú biết có chuyển viện phẫu thuật cho em con hay là không. Vậy có chứ, nếu ông nó chết thì sao? Gì đã hứa. Giờ tôi phải về vì có người nhà đang chờ. Chào mấy chú. Cảm ơn.
mà anh hai, mày cứ chạy đi, còn cố ghẻ nữa, ghẻ mày. Mày mày, anh hả? Dừng lại. Anh hai, đừng mà. Cấm miệng. Vô, nghe anh đi. Tôi sẽ đưa cặp cho mấy người, còn lúc đó mấy người phải thả em tôi ra. Được, chuyển qua đây.